Ngô Diệt Phàm bị gọi là cha nam hạng nhất Cbiz. Năm hot girl tố trong một đêm. Netizen xứ Trung đang vô cùng xôn xao trước bê bối mới của Ngô Diệt Phàm. Sau khi lùm xùm bao cả sạp phim để dẫn một người mẫu trẻ mới chỉ 18 tuổi đi chơi, lần này, nam ca sĩ lại vướng vào drama bắt cá ba tay với hai hot girl khác. Đáng chú ý, Ngô Diệt Phàm sau đó phụ tình khiến cho hot girl này đau khổ. Theo thông tin, cả hai hot girl đứng ra đấu tố đều sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng mạnh mai, vốn thuộc tuýp bạn gái mà Ngô Diệt Phàm yêu thích. Người đầu tiên có tên là Đô Mỹ Trúc, bắt đầu hẹn hò từ tháng 12 năm 2020, trùng với thời gian mà trước đó, bạn trai tin đồn của Triệu Lệ Dĩnh có qua lại với người mẫu trẻ Tiểu Di. Trong suốt quá trình hẹn hò, Ngô Diệt Phàm từng chia sẻ bức ảnh chụp selfie cho Đô Mỹ Trúc, gọi cô bằng nickname ngọt ngào là Bảo Bối, liên tục nhắn tin thả thính ngọt ngào. Anh nhớ em, gần đây em có nhớ anh không? Nhớ em nhiều lắm nhưng không thể gặp em. Tuy nhiên, tới tháng 4 vừa qua, Ngô Diệt Phàm dần cư xử lạnh nhạt với Đô Mỹ Trúc, khiến cô nàng vô cùng đau khổ, tới mức mất ăn mất ngủ, học hành chểnh mảng, không muốn đi học. Đô Mỹ Trúc dằn vặt bản thân vì không biết mình làm gì sai. Mãi tới khi loạt ảnh đi xem phim với Tiểu Di bại lộ, Đô Mỹ Trúc mới vỡ lẽ vì sao Ngô Diệt Phàm lạnh nhạt bạo lực lạnh với mình. Vậy nhưng không dừng lại ở đó, thêm một hot girl đình đám nữa là Tống Tống Sáng cũng đứng ra đăng ảnh chụp màn hình nhật ký chat với Ngô Diệt Phàm. Cả hai nhắn tin qua lại từ tháng 2 tới tháng 5, giống như những kịch bản trước, nam ca sĩ thả thính ác liệt. Bảo Bối đi ngủ sớm đi, anh đi thu âm đây, hy vọng sớm có thể gặp được em. Tuy nhiên, sau khi Tống Tống Sáng lên tiếng, tiếp tục có thêm hot girl Tương Vận Khiết đăng thêm bằng chứng, Ngô Diệt Phàm bắt cá N tay. Nam ca sĩ cũng nhắn tin trò chuyện với Tương Vận Khiết, kèm theo những câu tâm sự. Anh từng bị người ta hại, nếu như sau này chuyện tình của mình không thành, em có hại anh không? Cô chia sẻ, tôi với anh ấy đúng là từng tìm hiểu vì hai bên đều có hảo cảm với đối phương, chứ không phải cái loại quan hệ không chính đáng như cư dân mạng đồn đại. Tiếp theo đó, cô gái thứ ba, Hot Girl W1XXX, đăng tải bài viết bóc phốt Ngô Diệt Phàm, kèm hàng loạt bằng chứng từng nhắn tin với anh. W1XXX đau khổ khẳng định Ngô Diệt Phàm là cha nam, bản thân cảm thấy hối tiếc vì đã lãng phí thanh xuân cho người này. T-shirt 23 tiết lộ rằng cả hai nhờ hợp tác chung mà có chia sẻ nick chat, rồi sau đó từng hẹn hò đi ăn với nhau. Ngày cùng đi ăn tối, cô và Ngô Diệt Phàm ngồi một bàn, quản lý của nam ca sĩ ở bàn khác kè kè quan sát. Chưa dừng lại ở đó, hot girl thứ tư với biệt danh T-shirt 23 tiết lộ ảnh chụp lịch sử tin nhắn với Ngô Diệt Phàm, bày tỏ hy vọng cư dân mạng sẽ bảo vệ những cô gái bị lừa tình. Cuối cùng, cô gái thứ năm trong ngày là Tống Tống Sáng cũng tung đoạn chat mùi mẫn với tài tử họ Ngô, kèm dòng trạng thái. Chỉ là một đứa trẻ to xác khao khát tình yêu mà thôi, Ngô Diệt Phàm có nhiều em gái quá nhỉ. Dưới bài đăng của các hot girl, hầu hết cư dân mạng đều bày tỏ sự choáng váng trước lịch sử tình trường dày đặc của Ngô Diệt Phàm. Bất chấp những bê bối trên mạng, phòng làm việc của nam ca sĩ hiện vẫn chưa lên tiếng. Loạt bê bối này đánh thẳng vào hình ảnh và danh tiếng mà Ngô Diệt Phàm gây dựng bấy lâu. Giờ đây, người hâm mộ cảm thấy vô cùng thất vọng và chán nản vì tính cách trăng hoa của cựu thành viên EXO. Liệu rằng tiếp theo sẽ có bao nhiêu người nữa đứng ra tung bằng chứng lật mặt Mỹ Nam này? Ngô Diệt Phàm, sinh năm 1990, nổi tiếng với nghệ danh Chris. Anh còn là cựu thành viên của nhóm nhạc nam EXO. Sau khi khởi kiện công ty quản lý SM Entertainment, Ngô Diệt Phàm trở về Trung Quốc hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh vai trò ca sĩ, anh còn góp mặt trong nhiều phim điện ảnh nổi tiếng như Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Tây Du Ký, Mối Tình Ngoài Truyện 2.